Chuyện dài ơi, Dạ. hôm nay lại về được phân khúc C Elantra. Đâu Accent? Accent á, sao chị nhìn nó giống Elantra thế? Accent đời cao chị ạ, 2020 bán full ATH. ATH à? ATH nhá, một chủ từ đầu. Một chủ Chạy từ chuẩn đầu. 3 vạn zin luôn. Quần nguyên hai chìa khóa khiển, ni lông trên xe còn chưa được bóc hết các bác nhá. Giá rổ thế nào em? 455 triệu. 455 triệu. Một chủ 2020 Accent bản ATH số tự động nhá, lên đầy đủ pha bi cầu này. Bốn quả lốp đều là lốp theo xe cả, dàn luôn các bác nhé. Lốp Đấy. xe luôn à? Tất cả zin hết cho em. Nước sơn màu đen đẹp, xin nhan gương. Phím mở một trạm thông minh hai cánh trước. Và đối với bản ATH này sẽ có cửa sổ trời này. Cân bằng trơn trượt đầy đủ này, nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng. Vô Chị nhìn lăng. này, ly lông này trên xe này. Đấy. Ôi giời. Tất cả những cái chi tiết nhỏ nhất trên thân xe vẫn còn nguyên hết tất cả những đây cái ly này. lông. Ê, Đấy, màn hình không thèm bóc luôn, chị nhìn bác chưa? chủ không cần Chạy nhiều. chuẩn 3 vạn rưỡi. 2020 số tự động máy 1.4. Đấy, chị nhìn đẹp không? Ôi, zin đẹp cả xe. Phim 3M cách nhiệt cho dán hết rồi. Con này thì hai hàng điều hòa độc lập. À, bản ATH là nó có thêm Đúng điều rồi, hòa phía điều sau hòa em. phía sau nhá. Và nó trang bị rất là nhiều, chị nhìn này. Tất cả những cái cột kèo trên xe còn chưa thể móc ni lông luôn. Thủng à, trần thủng à. Trần thủng nha, cửa sổ Trần trời thủng. đầy đủ cho em. 2020, nguyên hai chìa khóa khiển, số tự động đẹp. Con này thì còn có đầy đủ cả cảm biến phía sau, mở khóa cốp này bằng chìa khiển cho em nhé. Ở trên xe vẫn còn những cái như là dụng cụ tăng kích nốt với những cái gì đây này, em để nguyên cho bác nhà mình. Quan trọng là sàn bệ, chị nhìn này, 2020 mà. Lốp theo xe cả dàn. Còn rất là mới. Đúng rồi, hai chìa khóa khiển, một chủ từ mới, có cam hành trình, có cam lùi rồi, biển 35. Nước sơn màu đen đẹp. Đèn hậu em này cũng thiết kế to hơn so với bản phong cũ nhé. Chị nhìn này, tất cả những cái khớp lối siêu khít luôn. Bốn quả lốp. Cho chị hỏi nhé, đời cao như thế này thì nó đã sơn lại chưa? Ui ơi, không dính một giọt sơn ngoài luôn. Không dính một giọt sơn Cam ngoài kết cho các bác nhà mình sơn zin 100%, chưa dính một giọt sơn nào. Em Hương mua này là chính chủ, sẵn sử dụng luôn. Đây các bác về có thể cân đối chiếc xe này nhé, tầm hơn 400. Đây, số tự động đời cao. Nhìn này, ly lông trên xe này, ghế này, thảm đệ gần như là không còn một cái gì nữa, gọi là chuyện để chê luôn. Ốc ếch nguyên bản nhá, sẽ có hơi một chút xước xác nhẹ như thế này. Đây, những cái xước xước này là em để nguyên sơn zin 100%, chưa dính một giọt sơn ngoài nào. Nước sơn màu đen đẹp, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Và em cho các bác mình xem cái bộ đăng kiểm này, còn đến tận tháng 3 2024 các bác nhé. Tháng 3 2024 mở luôn nắp capo cho bác xem. Màn hình cam lùi, cam tình đầy đủ rồi. Số tự động 2020 bản ATH nhé, bản full rồi. Hai hòa độc lập. Nước sơn lại màu đen khá là phù hợp. Đây các bác nhìn này, 2020 máy số phải như thế này đúng không này? Máy đấy, như mới luôn. Như mới luôn. Bốn máy đâu. Này, zin đẹp cả xe. Thảm chống nóng tất cả các cái lót cắt trên xe cũng vậy luôn. Số tự động các bác nhé. Bác nào đang có tầm tài chính trên 400 muốn mua một chiếc xe chính chủ, một chủ từ mới thì có thể alo cho em nhé. Accent ATH 2020 455 triệu bao hồ sơ. Khách hàng thoải mái cho em ạ. Chìa khóa khiển còn nguyên, lốp theo xe cả dàn, 3 vạn chuẩn các bác nhé. Alo em tư vấn ạ.